Trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ của các bệnh nhân để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đề nghị tất cả người dân đến các địa điểm sau: ốt thu mua phế liệu Hoài Thuận, số nhà 197 đường Phạm Hồng Thái, từ ngày 18 tháng 6 năm 2021 đến ngày 23 tháng 6 năm 2021. Tài xế xe ôm chở 3 hành khách xuất phát khoảng 13 giờ 30 phút từ sân bay Vinh đến chốt công an xã Nghi Liên lúc 16 giờ 10 phút ngày 1 tháng 7 năm 2021, đính chính thông tin đi xe taxi từ sân bay Vinh. Liên hệ ngay với trạm y tế xã phường gần nhất để được hỗ trợ, gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình 1900 9095 Bộ Y tế, 02386 555 666 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyt.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.